Trong thời gian gần đây, tại một số địa bàn của tỉnh Cà Mau xuất hiện tình trạng trộm cắp tài sản trên các tuyến sông. Bọn trộm lợi dụng đêm khuya, địa bàn vắng vẻ, liền tiến hành dùng dụng cụ cắt khóa để trộm tài sản như giỏ máy, thậm chí đột nhập vào các vuông tôm, trộm luôn cả máy bơm, máy quạt nước. Khi bị phát hiện rượt đuổi, các đối tượng còn sử dụng hung khí mang theo để chống trả tẩu thoát. Theo lời trình bày của anh Đỗ Minh Thức, ngụ ấp Chống Giàm, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, cách nay không lâu, sau một đêm thức dậy, anh phát hiện chiếc xuồng máy trị giá khoảng 110 triệu đồng đã bị bọn trộm lấy mất, dù xuồng đã được khóa cẩn thận. Em tính là em làm vậy là em khóa vậy là an toàn rồi. Thật ra không an toàn được. Mỗi ngày là mỗi hiện đại khác nhau. Trước đây cái vỏ em mất 4 tháng trước là vô pha nó cắt kèm bằng kèm trọng lực, nó cắt không được. Thì khoảng 4 tháng là quay lại là nó cắt bằng kèm thủy lực, nó mới lấy được. Không chỉ các xuồng máy, bọn trộm còn sử dụng phương tiện rảo quanh các địa bàn, tìm hiểu các vuông tôm lớn để ban đêm đột nhập, cắt dây, trộm các máy motor, máy bơm nước, thiết bị, dụng cụ dùng để nuôi tôm. Thậm chí có trường hợp, chúng còn vào cả nhà kho để lấy trộm cả xăng dầu. Trường hợp mắc trộm tại cơ sở nuôi tôm của ông Mạch Văn Nhĩ, ấp Cái Đôi Nhỏ A, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân là một điển hình. Đi ra đấy là thì nó báo là nó nói chú ba đêm hôm là ăn trộm nó vô nó dọn của mình ba cái đồ của mình hết rồi. Thì sau khi là kiểm tra là mất là tổng cộng là 13 cái motor. Motor để bơm nước á với hai cái xếp lăng với 6 canh dầu. Trước tình hình trộm cắp tài sản tại các vùng nông thôn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp cùng công an các huyện lập kế hoạch, dù khó khăn phải nhanh chóng bắt xử lý các đối tượng trộm cắp tài sản theo các tuyến đường sông trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, không quản ngại vất vả, các tổ công tác đã thu thập đầy đủ chứng cứ liên quan đến các đối tượng. Đến ngày 12 tháng 8 năm 2024, lực lượng làm nhiệm vụ đồng loạt phá án, bắt giữ 7 đối tượng trộm cắp tài sản và 2 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Chúng liên kết nhau bằng điện thoại, không thường xuyên tập trung mà khi là hẹn qua điện thoại, tối đó dùng cái phương tiện vỏ máy xe có công suất lớn, trộm những vỏ máy trên sông, dùng kìm cộng lực cắt ổ khóa, lấy đi vỏ máy và đó mang đến những nơi tiêu thụ mà các đối tượng này đã có cấu kết và đã liên hệ trước. Mặc dù các đối tượng quanh co chối tội, nhưng trước những chứng cứ của cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện liên tục 1 vụ cướp tài sản và 5 vụ trộm cắp tài sản. Tiến hành khám xét, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều vỏ máy xe, hàng chục máy motor, máy bơm nước, đồng thời thu giữ nhiều hung khí như dao, mã tấu, súng bắn đạn chì cùng các tang vật khác có liên quan. Hiện nay, cơ quan điều tra tiếp tục khai thác mở rộng các vụ án có liên quan, truy tìm bị hại của các loại tài sản đã thu giữ, chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Trong vụ này đã bắt giữ 7 đối tượng có liên quan, nhưng những đối tượng còn lại hãy ra sớm ra đầu thú, tại biết là chúng tôi còn đấu tranh, chuyên án còn đang mở rộng, thì còn hàng chục đối tượng có liên quan thì đề nghị những đối tượng này ra đầu thú trước pháp luật để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ghi nhận thành tích đạt được, ngày 16 tháng 8 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau quyết định tặng bằng khen cho 2 tập thể, gồm Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Phú Tân, tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 4 cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 2 cá nhân.